Thuế VAT hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng là một dạng của thuế gián thu được đánh vào từng khâu từ sản xuất, lưu thông cho đến khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Người tiêu dùng cuối cùng là đối tượng phải chịu trực tiếp tiền thuế đó. Còn doanh nghiệp, tổ chức thì chỉ là người đứng ra nộp hộ thuế cho nhà nước. Mức thuế VAT thường thấy là 10%. Ví dụ, khi bạn mua hàng với giá 100.000 đồng sẽ phải trả thêm 10% thuế VAT tương ứng là 100.000 nhân 10% sẽ bằng 10.000 đồng. Vậy, tổng số tiền bạn phải trả là 110.000 đồng. Phạm vi đánh thuế VAT thì rất rộng. Bạn có mua một cây bút hay một chiếc xe ô tô thì vẫn phải chịu thuế mà thôi. Bạn sẽ không phải chịu thuế VAT nếu mặt hàng mua bán của bạn rơi vào những trường hợp sau đây. Thứ nhất là sản phẩm trồng trọt, bao gồm cả các sản phẩm trồng rừng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường của các cá nhân, tổ chức tự sản xuất và bán ra. Thứ hai, sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền. Thứ ba, tưới tiêu nước, cày bừa đất, nạo vét kênh, mương, nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Thứ tư, sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối iốt mà thành phần chính là natri chlorua. Thứ năm, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do nhà nước bán cho người đang thuê. Thứ sáu, chuyển quyền sử dụng đất. Thứ bảy, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác, bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp việc đánh bắt thủy sản, tái bảo hiểm. Thứ 8, các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán. Và thứ 9 là dịch vụ bưu chính viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của chính phủ. Mặc dù phải đóng thuế VAT là thế, nhưng bạn có biết rằng thuế VAT không hoàn toàn được nộp hết cho nhà nước mà VAT sẽ được tính như sau. Số VAT phải đóng sẽ bằng số VAT thu được từ khách hàng trừ đi số VAT công ty phải trả cho nhà cung cấp nguyên vật liệu. Vậy nên, người tiêu dùng sẽ phải trả VAT từ VAT sản xuất, VAT nguyên liệu, VAT vận chuyển, v.v. trở thành người trả thuế VAT nhiều nhất trong chuỗi cung ứng. Còn đúng cái nịt thôi. Mặc dù phải trả thêm thuế VAT, nhưng mong rằng các bác sẽ hoan hỉ nhé. Bởi vì thuế VAT có vai trò rất quan trọng là công cụ giúp nhà nước quản lý nền kinh tế của cả quốc gia, như là thuế VAT tạo nên nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước, tổ chức và quản lý thu thuế sẽ dễ dàng hơn so với các loại thuế khác vì không cần phải đi sâu vào phân tích, xem xét về sự hợp lý của thuế. Thuế VAT hàng nhập khẩu lớn sẽ giúp tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nội địa. Thuế VAT rõ ràng, đơn giản và có ít thuế suất. Thuế VAT chống thất thu vô cùng hiệu quả. Thuế VAT giúp nâng cao tính tự giác trong việc nộp thuế, tăng cường đến công tác, kế hoạch và thúc đẩy việc mua bán có hóa đơn. Thuế VAT góp phần hoàn thiện chính sách thuế tại Việt Nam. Mức thuế VAT này sẽ được điều chỉnh trong từng giai đoạn. Ví dụ như Việt Nam vừa giảm mức thuế VAT từ 10% xuống 8% để phục hồi kinh tế, làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Sau đây là một số fun fact về thuế VAT. Pháp là đất nước đầu tiên ban hành thuế VAT vào năm 1954. Sau đó, loại thuế này đã được áp dụng rộng rãi trên 130 nước trên thế giới. Năm 1954, nhà kinh tế học người Pháp tên Maurice Laurer, lúc đó đang là giám đốc cơ quan thuế của Pháp, đã nghĩ ra thuế giá trị gia tăng và áp dụng nó lần đầu từ ngày 10 tháng 4 năm 1954 đối với các doanh nghiệp lớn. Ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp còn xảy ra hiện tượng nhập nhèm về thuế VAT và thường xuyên yêu cầu khách hàng phải trả thêm tiền, trong khi giá bán đã bao gồm VAT nhằm mục đích là gian lận thuế. Đây là hành vi rất đáng lên án và gây ra thất thu ngân quỹ.
thuế VAT có vai trò lớn trong việc xây dựng đất nước. Nếu các bác cảm thấy thú vị với chủ đề này, hãy ủng hộ em bằng một like và một subscribe để em có động lực ra tiếp các video khác trong series này các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.